Hello. Anh hai nào tên Tuấn anh gì hả? Vãi cả nồi. Thua. Thua. Ok, như vậy là đầu xanh chưa kịp chào hỏi anh em thì đã có một người nhận ra mình trong chuyến bay rồi. Đầu xanh đầu mà. Ok. Hôm nay thì mình sẽ nhảy xuống khu vực Pecado này và review cho anh em thấy gọi là sức nóng của Pecado mỗi khi mà đường bay nó bay qua anh em nhá. Và phải thật sự là rất là tuyệt vời khi mà ở ngay đầu đường bay mình đã có một người nhận ra, và không biết anh em như thế nào nhưng mà cảm giác của mình khi mà có người nhận ra tên của mình trong một cái chuyến bay như thế này nó phải gọi là tuyệt vời. Như vậy trong cái nhà thi đấu của Pecado này có người rồi. Ok, và mình sẽ phải giải quyết thanh niên đấy nhanh hết mức có thể. Nào, đây rồi, đi chết đi. Ui ôi, trâu thế, trâu vãi lèn luôn á. Bắn gì đây, bắn gì đây, bắn cái gì á, bắn cái gì vậy, bắn cái gì vậy, đâu rồi, holy shit, đấy rồi. Nào, lên bảng đếm số nhà Hồng Cúc đúng không, Hồng Cúc, Hồng Cúc, Hồng Cúc, Hồng Cúc, dịch ngược lại thành là Cúc Hồng, à. Hồng thì nghe còn có tí ý nghĩa, chứ Hồng Cúc thì nghe có vẻ hơi vô nghĩa một tí. Nào các bạn ơi, cứu, cứu trợ, cứu trợ. À, đang ngồi cứu. Này thì cứu nhau với chúng tôi này, cứu hộ. Cứu, cứu này. Úi dồi ôi, hai cái hòm gỗ và khói xanh đã xuất hiện ở khu vực nhà thi đấu rồi anh em ạ. Mình xin một ít đạn anh em nhé. Yêu các bạn quá. Úi dồi ôi, AK này. Thôi không cần lấy AK, tí nữa có súng khác thì mình đổi sau. Giờ cứ phải gọi là súng đạn đầy đủ đã. Wow, bắn nhau căng thế nhở. Đấy anh em thấy chưa, Pecado. Theo như mình nhận xét về khu vực Pecado này ấy, thì không biết các bạn như thế nào, nhưng mà với mình khu vực Pecado này là một khu vực mà khó mà có thể clear được nhất nếu như mà có nhiều team nhảy vào đây. Và đây cũng là một khu vực có nhiều địa hình nhất, có nghĩa là từ cao đến thấp, từ gồ ghề cho đến bằng phẳng, nó có rất nhiều kiểu địa hình trong cái khu vực Pecado này. Vì vậy đây sẽ là một khu vực mà khó, rất khó cho những bạn nào mà chưa quen map là một, và kỹ năng chưa cao khi mà vào Pecado. Ôi trời ơi, nhảy ra rồi, tôi đã thấy có một thanh niên nhảy lầu ra từ tầng 2 rồi. Đâu rồi, bạn đâu rồi? À, đi về phía trước đúng không? Trời ơi, phía trước không có ai đâu. Đi về phía sau đây này. Đi về phía sau thì mới gặp được Tuấn HC. Thì mình sẽ ký cho mấy cái chữ ký lên mặt bằng những viên đạn đồng đầy chiều mến. Trời ơi, giờ mà có bom mà tống lên trên tầng 2 gác xét của mấy cái nhà 2 tầng này thì gọi là vỡ mạng. Rồi, cứ lục cục đi, cứ lục cục đi. À, chuẩn bị chạy ra ngoài đúng không? Thôi rồi, hỏng 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 hỏng, có một chút gọi là vấp té ở đây rồi. Ui, mấy thằng nó đang mò tới được cơ, nguy hiểm vậy. Đây rồi, vẫn chưa biết cái gì này, Bùi Quốc Việt đúng không? Wow 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 wow, dừng lại ngay, thanh niên Hàn Quốc hay là Nhật Bản gì đó, dừng lại luôn. Quốc Việt ơi, hello, hello my friend. Sorry Quốc Việt rất nhiều nha. Và chúc Quốc Việt may mắn lần sau. Bắn Tuấn à? Bắn tôi xong chạy à? Bắn xong chạy này, vâng. Justin à? Justin ơi, đường nào về quê mẹ cho Justin đây? Thôi, thanh niên Justin đấy thì chắc chắn là boss rồi, không phải người rồi. Mấy thanh niên này mới là người, cái thanh niên bắn tẹt 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 rồi. Oh. Wow, bắn rất là căng luôn. Nào để tôi xem là các bạn bắn nhau căng thẳng như vậy thì không biết là bắn ở đâu. Wow. 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 Trời điệu. Lên 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 lên, trên nhà này có người. Đâu ạ? A đủ. A đủ. Chắc chéo. A đủ. Ô ô ô ô. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cái gì vậy? Chơi bời gì kỳ vậy? À, lại lên trên tầng đúng không? Được. Hay lắm. Nhìn xung quanh đã.
Đứng đây đấy. Vãi nồi. Vãi nồi. Về đó. Còn không. Trời ơi, xanh cỏ đỏ mộ thôi. Mình sẽ qua. Thanh niên ở trong cái nhà này nghe vẻ hơi căng thẳng đấy. À, từ nãy giờ mất 2-3 kill rồi đấy anh em ạ. Cứ toàn để cho người ta ăn mạng trước gọi là trước mặt mình thôi. Khốn nạn thật. Đâu rồi? Có tiếng chân xôn xao rồi. Hú gì à? Có ai không? Nhà có chó không? Holy shit. Như vậy là không có ai lên tiếng cả. Như kiểu đi vào nhà ma. Giá kể mà bạn ấy cứ chặn ở cầu thì có khi mình còn đỡ. Có một thanh niên ở rất xa luôn nhá. Cứ ăn con boss này đã. Trời ơi, ngon quá. Mega lùn. Có ai không? Hello my friend. Rồi, như vậy là không có ai. Trên tầng thượng cũng không có ai luôn. Thế các bạn ấy đi hết đâu hết rồi nhỉ? Vô lý. Ảo chó. Mới thoáng ở đây xong mà chưa gì đã gọi là mất tích rồi. Mấy thanh niên này hình như là fan hâm mộ của bộ phim Mất Tích hay sao ấy. Cứ hở một tí thôi là đã thấy gọi là bật vô âm tín rồi. Mình mới làm được có 6 cái mạng bọ. Tôi đảm bảo với anh em là chưa bao giờ trong khu này có thể hết được. Đảm bảo còn. Nhà đỏ. Tôi nhìn thấy nhà đỏ nha. Nào. Bụp. Vãi nồi. Không thể tưởng tượng được pha bắn vừa rồi là pha bắn đến từ vị trí của Donut C. Một pha bắn phải gọi là ngu người. Ok, chúng ta sẽ cuốn băng đít. Sau đó thì chúng ta sẽ đi để tiêu diệt mấy cái thanh niên còn ở trong hai ngôi nhà đỏ đó. Không biết là có đủ mấy thanh niên trong hai ngôi không, nhưng mà mình đã thấy hai người trong một ngôi nhà đỏ đấy. Và trước khi đến đó thì chúng ta đi lụm xem là các thanh niên này có nước, có máu. À quên, ừ đúng rồi, có nước, có bom không? Có máu không? Wow. Cái này là gì thốn? Cái gì mà căng thẳng thế nhở? Cái thanh niên ở nhà 4 tầng này vẫn chưa chết à? Lì thật. 45 tầng này thanh niên này bắn nhây thế nhở? May quá anh em ạ, tí là hẹo rồi. Nhà đỏ này thì sao? Ai nào ra đây? Ai có tiếng súng này ra đây đi. Bắn gì mà nhút nhát vậy nhở? Không lẽ phải để tôi qua? Thôi được rồi, các bạn hôm qua thì mình qua vậy chứ biết làm sao được bây giờ. Nào, tôi qua nè. Hello. Có ai ở nhà không? Cho xin bắt cơm nguội nào. Nào, cho xin một bát cơm nguội đổi lấy mấy viên kẹo đồng nào. Hello my friend. Chắc trêu mình à? Đâu hết rồi nhỉ? Shit. Không có một bóng người luôn. Trong thi thoảng lại bị bắn. Trong thi thoảng lại có mấy thanh niên chạy như là đi chợ. Mọi thứ đều là yên bình lắm. Bạn làm tôi hoang mang quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ xem căn nhà này nó đã clear chưa. Dình. Cái đẹp. Vãi lòng chim mén. Có tiếng chân. Ở bên nhà thi đấu rồi anh em ạ. Đúng không? Chuẩn cơ mẹ nấu là nhà thi đấu. Công. Vào luôn. Giờ không vào thì bao giờ vào nữa. Let's go baby. Nhanh. Ôi các bẫy bể. Đi đâu ạ?
nào, đi lên đây nào. À, hello motherfucker. Tokuda Việt. À, Tokuda Việt sắp à. Đây rồi. Vâng, đây là Tokuda con. Thôi, hai thanh niên có cùng một đam mê như vậy là nguyện không cùng sinh một ngày nhưng mà nguyện chết cùng một chỗ và cùng một gọi là cùng một phút luôn. Tokuda và Tokuda con, hai anh đã gọi là từ giã biệt ly rồi. Xin chia buồn nhá. Nói chung là một tên xử lý cũng khá là lòng vòng đến từ vị trí của hai thanh niên có cái tên là Tokuda. Một tên xử lý phải nói là ôi trời ơi, lại còn có K98 thế này nữa. Mình xin luôn nhé. Ahihi đồ ngốc. Đấy, rồi, tình huống hậu lại rất tốt đến từ vị trí của Tokuda con, nhưng mà xử lý thì như lèng. Cho nên anh ấy đã phải nằm xuống rồi. Xin chia buồn. Và với việc ăn được hai mạng của hai thanh niên có cái tên Tokuda như vừa rồi thì mình sẽ bắt đầu đi kiếm xe và té khỏi khu vực Pekado thôi. Như thế là đủ rồi, với mình như thế là clear rồi. Không có ham hố một hai mạng nữa. Bây giờ ham hố là chỉ có gọi là chỉ có vỡ mồm con chó sồm thôi. Ok, mình sẽ đến chỗ con xe kia và lấy, sau đó là đi té luôn. Đây rồi, xe của tôi đây rồi, xe của Tuấn HC đây rồi. Ô, triệt bay bể. Đây. Một viên. Vâng, một viên tượt. Holy shit. Viên thứ hai. Vâng, viên thứ hai trúng rồi. Viên thứ ba. Phải cả nồi ạ. Châu ấy. Hai viên ca không chết. Ăn cái quần què thì mình châu thế. Hình như đây là con boss anh em ạ. Cái đệt trả lụa. Con này có người loot. Vãi nồi chim én. Đấy, đừng nói với tôi là thanh niên này là không phải là boss nhá. Đây chắc chắn là boss này anh em ạ. Boss rồi, đây chính xác là boss rồi. Zega Rega Nato. Nghĩa là như thế nào? Không hiểu luôn. Ok, mà kệ đi. Bây giờ mình sẽ rong ruổi con xe này và đi nhặt thính. Với một cái bo như thế này thì việc đi nhặt thính nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Với lại nói chung là phải có xe anh em ạ. Xong rồi chúng ta đi nhặt thính nó sẽ ok hơn. Mình nghĩ là cái vòng bo như thế này outside sẽ rất là nhiều. Một cái bo hẳn về phía bên dưới của bản đồ như thế này. Đi thôi, let's go. Lên đường. Úi dồi ôi, bắn cái gì vậy? Tôi chỉ muốn ra nhặt thính thôi mà có cần thiết phải căng thẳng đến như vậy không? Đông vậy. Đúng là bo cuối các anh em ạ. Một cái bo mà ở cái map sa mạc như thế này thì trong một căn nhà có thể cỡ 3-4 thằng ngồi cam. Trời ơi, nhìn cái thính mà thèm quá đi. À, mấy thanh niên núp nhà đúng không? Núp nhà với chúng tôi này, mất máu nhá. Núp nhà này. Pha đấy mà lại không headshot à, vô lý. Nhòm cửa sổ này. Bắn căng. Nhòm cửa sổ này, nhòm cửa sổ. Đậu xanh rau muống. Ôi, ghim được phát K98 vào đầu mình, mất nửa cái mũ ba rồi. Ơi. Thế này càng thêm động lực để tôi ra lấy cái thính này anh em ạ. Nhưng mà thôi, cái thính đấy nhìn nghe vẻ không phải là một cái thính thơm anh em ạ. Một cái thính thối hoắc. Thôi, không có đam mê. Đam mê ra lút thính bây giờ đó là gọi là tự sát đấy anh em ạ. Nước đôi đầy đủ, chúng ta đi tiếp nào. M249 trong tay rồi, càn quét rồi. Ê, nhìn cái thính. Đi đâu? Hoàng Hải lên bảng điểm số. What the fuck? Ôi anh ơi. Ê, bị bắn rồi. Hoang mang chưa? Thôi nhá, đừng bắn tôi nhá. Đừng bắn. Vâng. Cái gì thánh gì? Thánh ốc à? Thánh nóc à? Điếu thì dịch được anh em ạ.
mình nghĩ là Thánh Nóc chứ không ai tự nhiên đặt tên của mình là Thánh Nóc, Thánh Óc cả. Ok, ủa đoạn kia cũng có 4 thằng kìa. Phải nồi ạ. Phải nồi nhạ. Từ đây chạy vào có hai cái nhà, gọi là hai cái nhà mình hay gọi là hai cái nhà biệt thự, hai cái nhà hai gian. Mà nhà thì một nhà có 3 thằng, một nhà có 4 thằng, thế thì chơi bời cái gì? Mình thì kẹp ở giữa. Ôi thôi rồi, pha này Tuấn HC sẽ bị kẹp xăm rồi anh em ạ. Pha này phải xử lý IQ gọi là 1 tỷ. Pha này xử lý được mới gọi là pro này anh em này. Thôi đừng có bắn nhau nữa. Thôi đi mấy thím. Đừng có bắn nhau nữa. Ui dồi ôi, cái vòng bó lại còn khốn nạn thế này nữa cơ. Ok, không sao cả. À, góc này chạy được này anh em này. Cái chỗ trũng này chạy được. Ok. Bơm đầy đủ nước nôi lên rồi chúng ta gọi là chạy nào. Come on baby. Chạy. An toàn. Chạy thẳng luôn. Rồi kể cả nó có đứng bên cạnh mình cũng không bao giờ mình bắn. Never bắn. Thôi mấy cậu nhá, chúng ta là bạn mà, đừng có bắn tôi. No. Holy shit. Hồi hộp VL luôn. Cảm ơn. Tuyệt vời. Vào được rồi. Thơm. Trời ơi, cập bến rồi anh em ơi. Sống rồi. À đủ. Đi ra làm cái gì vậy? Ui, nổi rồi, bắn vào con xe máy rồi. Thôi xong rồi, thần hồn lát thần tính rồi. Vãi cả linh hồn, bắn mỡ luôn vào con xe máy, đậu xanh. Con xe máy khốn nạn, ui, ghê gớm vậy. Ghê gớm quá đi thôi. Có lẽ là bây giờ mình sẽ chạy vào căn nhà kho này. Đầu tiên chạy xuống dưới dốc này, sau đó là vòng vào nhà kho. Hợp lý. Nhanh lên. Cái nhà kho này tuy nó ở viền bo, tức là tí nữa mình sẽ phải chạy tiếp, nhưng mà cái viền bo này là một cái viền bo mà mình thấy là an toàn nhất. Mình sẽ tránh bị hai team kẹp giò anh em ạ. Đó, nhà bên kia nó qua, xong nhà này nó qua nữa thì thôi, có mà thánh đỡ. Rồi, bắt đầu chúng nó di chuyển rồi. Wow, anh em thấy chưa? Không đi sớm thì có phải pha này là bị kẹp giò không? Sợ, vãi nồi luôn. Let's go. Mình sẽ quyết định rồi, mình sẽ công vào cái nhà kho này. Cái nhà kho này là một cái nhà kho rất hợp lý này. Đó, bắn nhau rồi. Căng thẳng rồi. Cơ hội tốt để chúng ta phi vào đây rồi. Ai, anh ơi, thôi, em cắn bỏ lại anh. Trời ơi, tí chết, vãi cả nồi. Mất nửa cái giáp ba. Khốn nạn. Tùng Sơn Pro. Vãi cả trường. Quả ớt cay. Ôi, bò cuối này còn nhiều thanh niên Việt Nam quá đi. Đây. Vào hộ đây cái. Hello. I'm here. Dụng chùa này. Ngon rồi. Cứu bạn đi. Ui, té. Đau, cứu. Đau bụng quá. Cứu. Trời ơi. À, đây là một sự ngọt ngào anh em ơi. Quá ngọt. Ui, để. Đây ạ. Ôi trời ơi, Tùng Sơn ơi. Tùng Sơn đi đâu đó? Công chúa thủy tề của chúng ta. Việt là ngu người. Công chúa thủy tề thật là ngu người. Vâng, như vậy là một pha chạy hớ hình của Tùng Sơn đã khiến cho anh rút thẳng vào lòng súng của
Tuấn HC và anh đã phải trả giá. Giờ giây phút này chắc anh đang bỏ. Anh đang đau quần quại với cơn đau bụng của mình. Rồi anh chuẩn bị biến thành cái hòm gỗ và kèm theo đó là làn khói xanh rồi. Vâng, đúng như tôi dự đoán. Wow. Trời, hay quá. Châu bò bắn nhau, ngư ông đắc lợi. Là đây. Trời ơi, đi đến cái thùng rác này là easy top 1 này. Bây giờ trận này mà tôi không top 1 thì tôi đảm bảo anh, trận này không top 1. Cầm tay xỏ vào ổ điện luôn. Rồi, đảo như Ronaldo. Úi trời ơi, pha cuối cùng là pha mà quả ớt cay. Mặc dù đã đảo rất tốt nhưng mà anh vẫn phải lằn xuống dưới lòng súng M249 của Tuấn HC. Phải nói là tuyệt vời anh em ạ. Một pha bắn phải nói là đi vào lòng người mà một tình huống xử lý. Những tình huống xử lý mà không thể nào mà có thể tinh tế hơn được nữa. Và nếu anh em thấy thích cái video clip này, phải nói đây là một video clip thú vị từ đầu cho đến cuối luôn. Và bất ngờ từ đầu cho đến cuối luôn. Thì anh em hãy cho mình một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực làm video clip cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào.